Xin kính chào bà con, lưới đánh cá ở đâu? Xin được giới thiệu với bà con dòng lưới bén ba màn, hàng cao 2m, dài 100m, kích thước nổ lưới của nó là 10 phân. Riêng dòng lưới này đánh rất là thích, lý do của nó là cái chiều cao của lưới là một, cái thứ hai nữa là về cái phần túi lưới của nó là hai, cái phần ba nữa là phần chì của nó rất là nặng, phần thứ tư nữa đó chính là phao rất là lớn, phao to, nó tương đương với ngón tay út. A Đấu sẽ quay cận cảnh cho bà con xem để bà con hình dung được là cái lưới bén ba màn cao 2m này nó có những cái đặc điểm gì, để cho bà con có thể thấy được là cái lưới nó chất lượng và nó đẹp như thế nào. Đây thì A Đấu giới thiệu về cái phần phao của nó là phao rất là lớn bà con nhé, phao rất là lớn. Khước thắt của cái lưới này để tết lên cái phao này cũng rất là lớn luôn, rất là khỏe, tạo cho cái lưới này nó có cái độ chắc chắn. Phao luôn luôn A Đấu thắt, luôn luôn thắt dạng phao to và siết rất là chắc chắn. Đầu thắt phao luôn luôn đảm bảo cho bà con một cách thắt một cách đẹp nhất, không sợ bị rối khi bà con thả nha bà con nhé. Đấy bà con nhìn xem, nó rất là thích, rất là thích, rất là thích. Đấy, không mà sợ bị rối, không sợ bị mắc. Đấy, cái nào cũng như cái nào thôi, tại vì lý do là A Đấu thắt lên những cái dòng lưới này thì hầu như là đảm bảo cho bà con đánh bắt rất là hiệu quả và rất là thích. Còn về cái nữa là đó là chính là cái kích thước lỗ lưới của nó là then 5, có nghĩa là đút nọt một bàn tay vào bà con ha, đút nọt một bàn tay vào. Còn nói về cái chất liệu của cái sợi thước này ấy, nó cũng đủ độ dai, đủ độ bén, cũng không dễ gì rách được đâu bà con ạ. Nó chỉ đứng kém sau thằng của Thái Lan thôi, thằng chất Thái thôi, nhưng mà nói về cái độ bền cũng như độ về kinh tế của nó thì nó sẽ hơn cái hàng Thái, nên bà con cũng cân nhắc để lựa chọn cái dòng lưới nó phù hợp với túi tiền mà đánh hiệu quả, nó lại thiết thực nhất cho bà con. Đấy, với về phần chì của nó thì chì đây là dạng chì chống rối cho bà con. Đấy, nhìn những cái đầu chì của nó rất là tròn. Đấy, A Đấu vê tròn, rất tròn cho bà con. Thì bà con khi thả để hạn chế nhất cho bà con không bị rối, không bị mắc. Hàng nói chung là A Đấu làm kỹ nhất cho bà con có thể. Đây là phần về túi lưới. Phần túi lưới này A Đấu kéo ra cho bà con xem cái túi lưới, cái thịt túi lưới nó rất là sâu. Đấy, khi bà con cầm cái lắm lưới lên này lên, bà con rũ thoải mái, không mà sợ bị rối bà con nhé. Bà con có liên hệ, có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ trực tiếp A Đấu sẽ tư vấn cho bà con, cũng như là giao hàng toàn quốc cho bà con yên tâm. Xin cảm ơn bà con.